Hôm nay ngày 3 tháng 3, nhiều địa phương trên khắp cả nước đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Lễ giao nhận diễn ra nhanh gọn và bảo đảm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 3 tháng 3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến tham dự lễ giao nhận quân năm 2021 của tỉnh Sóc Trăng. Năm nay, tỉnh Sóc Trăng có hơn 1.200 thanh niên nhập ngũ, trong đó có hơn 200 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Tại Lào Cai, 800 công dân ưu tú đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Đặc biệt, năm nay tỉnh Lào Cai có một công dân nữ tham gia nhập ngũ. Số tân binh sẽ được giao cho Sư đoàn 316, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Trung đoàn 254 và Công an tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 3 tháng 3, thành phố Hải Phòng tổ chức giao quân năm 2021 với tổng số 2.500 thanh niên nhập ngũ được bàn giao cho các đầu mối đơn vị trong toàn quân. Thời gian giao nhận quân không quá 20 phút, mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 người thân tiễn công dân, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 3, tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 3 công dân là nữ. Các tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc quân khu 7 và Học viện Lục quân.